Quý vị và các bạn thân mến, yoga ngày càng trở nên phổ biến bởi những lợi ích về mặt tinh thần cũng như sức khỏe mà bộ môn này mang đến cho người tập. Và từ bộ môn yoga truyền thống thì nhiều nơi trên thế giới đã phát triển cũng như sáng tạo yoga dưới nhiều hình thức và tên gọi khác nhau. Và yoga bay là một hình thức sáng tạo hoàn toàn mới. Vậy yoga bay là gì và những lợi ích mà bộ môn này mang đến cho người tập như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cho chuyên mục Phong Cách ngày hôm nay nhé. Để tìm hiểu về bộ môn yoga bay thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Master String là giáo viên giảng dạy bộ môn yoga bay. Xin chào Master String ạ. Xin chào, tôi là Master String. Vâng thưa thầy, hiện nay khi mà xã hội đang ngày càng phát triển thì việc chăm sóc sức khỏe của con người lại càng được quan tâm nhiều hơn và yoga cũng là một trong những lựa chọn được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên bộ môn yoga bay thì còn là một cái tên khá là mới lạ. Vậy thì không biết là thầy có thể chia sẻ kỹ hơn về bộ môn yoga bay được không ạ? Bộ môn này được gọi là bộ môn yoga bay, là bộ môn phi trọng lực. Bộ môn này rất là phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau và nó rất là hữu ích cho tất cả những người tập. Hiện tại đấy là bộ môn có cái xu hướng mới. Bộ môn này thì xuất xứ từ Mỹ, khởi nguồn là từ những cái bộ môn nhảy và sau đấy thì sẽ kết hợp với lại bộ môn thể hình. Và sau khi kết hợp hai bộ môn này với nhau thì đã tạo ra nên bộ môn yoga bay và khi mà người tập thì họ rất là hứng thú với cái bộ môn này. Vâng ạ, vậy để bắt đầu với bộ môn yoga bay này thì chúng ta có mất nhiều thời gian và có khó không ạ? Thực ra bộ môn này không quá khó và hiện tại thì có rất nhiều giáo viên với nhiều trình độ khác nhau, từ cơ bản cho đến nâng cao thì chỉ cần một giáo viên thôi, họ cũng có thể là hướng dẫn cho bạn cách thực hiện như thế nào là tốt nhất. Vâng ạ, vậy thì trong quá trình chúng ta luyện tập bộ môn yoga bay thì có điều gì cần phải lưu ý không ạ? Thực ra thì là bộ môn này nó sẽ không quá đặc biệt. Khi mình tập thì có thể là nó sẽ giúp cho mình mạnh mẽ hơn cơ tay và cơ toàn thân. Và ngoài ra thì là sẽ mình giúp người tập dẻo dai hơn. Và vì thế cũng có thể là giúp mọi người tăng cường những sức đề kháng cho người tập. Định nghĩa đơn giản nhất của yoga bay là sự kết hợp giữa những tư thế yoga truyền thống với bài tập Pilates dưới sự trợ giúp của một sợi dây lụa. Với một sợi dây treo cao 3 mét từ sàn nhà, người tập môn này được hỗ trợ ở những tư thế yêu cầu như trồng cây chuối hoặc ngửa ra sau. Dây treo có khả năng chịu được trọng lượng hơn 900 kg để an toàn cho học viên mà vẫn giữ được độ mềm mại. Khi tập luyện, bạn sẽ treo lơ lửng trên không. Vì vậy, môn yoga này được gọi là yoga trên không, yoga không trọng lực hoặc yoga bay. Đối với người tập luyện yoga thường xuyên, yoga bay mang tới sự thú vị vào bài tập yoga truyền thống của họ. Với người mới bắt đầu, yoga bay mang đến sự hỗ trợ ở những động tác khó, giúp bạn học giữ thăng bằng trong khi tập luyện sức khỏe cho các cơ. Với sự hỗ trợ của giải lụa trên không, việc kéo giãn cột sống, vai, ngực, hông, cơ đùi sau, bàn chân và mắt cá chân sẽ dễ dàng hơn. Võng lụa sẽ giúp tăng biên độ nhiều hơn yoga truyền thống, có thể giúp tác động nhiều hơn đến các nhóm cơ sâu bên trong cơ thể.